Con gái Mai Phương nói một câu khiến Phùng Ngọc Huy và nhiều khán giả xúc động. Mới đây trong một clip Phùng Ngọc Huy đăng tải lên trang cá nhân, khán giả được một fan xúc động khi đang nấu ăn. Khi đang nấu ăn thì bé La Vi, con gái của anh, đã nói rằng: "Ba ơi, mẹ Phương nấu ăn ngon lắm. Nếu có mẹ Phương ở đây thì cả nhà mình cùng đi Mỹ vui biết mấy ba ha. Mẹ sẽ nấu ăn cho ba mỗi ngày." Câu nói hồn nhiên của con gái làm Phùng Ngọc Huy hết sức bất ngờ. Nhiều khán giả cũng tỏ ra xúc động khi nghe câu nói của La Vi. Một số khán giả bình luận: "Thương em quá, chắc em đã rất nhớ mẹ bao nhiêu năm qua. Chúc em sẽ luôn hạnh phúc. Thương em, từ nay em may mắn có ba chăm sóc, chị Mai Phương có thể yên tâm được rồi." Ngoài ra, rất nhiều bình luận tỏ ra xúc động và thương cho La Vi. Chắc hẳn bao nhiêu năm nay, bé đã chịu thiếu thốn nhiều về tình cảm. Mặc dù có cô bảo mẫu và nhiều bạn bè của mẹ luôn thương em, nhưng chắc hẳn điều đó không thể bù đắp được tình cảm của cha mẹ. Trước đó, tối mùng 9 tháng 8, Phùng Ngọc Huy xúc động khi con gái đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ chia sẻ, ban đầu con còn ngượng ngùng, sau đó chạy lại ôm lấy cha. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đăng tải hình ảnh hai cha con nắm tay vui mừng đoàn tụ sau 8 năm xa cách. Cách đây ít giờ, anh đăng ảnh chụp với con gái 8 năm trước và hiện tại. Phùng Ngọc Huy viết, 1 năm và 8 năm có gì khác không ạ? Thời gian về nước khoảng 3 tuần, nam ca sĩ dành bên người thân, đặc biệt là con gái. Anh dự định biểu diễn trong vài show ca nhạc, tái ngộ khán giả và đồng nghiệp trước khi quay lại Mỹ. Phùng Ngọc Huy muốn sớm bảo lãnh bé La Vi, con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương sang Mỹ định cư. 8 năm qua anh vẫn gửi tiền về Việt Nam để bảo mẫu chăm sóc cho bé. Con gái là động lực cho nam ca sĩ vui sống và cố gắng phấn đấu làm việc. Phùng Ngọc Huy thương con ngoan, học giỏi và tự lập. Dù thiếu vắng vòng tay cha mẹ, bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành. Cuối tuần Phùng Ngọc Huy gọi điện để hai cha con gặp nhau. Mỗi lần trò chuyện anh luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ, cho con thấy thoải mái. 8 năm ở xứ người, Phùng Ngọc Huy trải qua hành trình dài đầy thử thách. Mỗi ngày anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, còn lại làm việc kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Mỗi tháng, Phùng Ngọc Huy được mới hát khoảng 3 show. Vì ít biểu diễn, cát xê không cao, anh phải tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ngoài đi hát, Phùng Ngọc Huy bán hàng online với các món ăn vặt, thuê nhân công tốn kém nên các công đoạn tiếp thị, tư vấn, soạn hàng, khuân vác, giao hàng đều do anh lo liệu. Nam ca sĩ từng bị một số khán giả chê bai miệt thị là hết thời. Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai của mình và con gái, Phùng Ngọc Huy vẫn tiếp tục làm việc. Một mình bươn trải kiếm sống nên Phùng Ngọc Huy không quan tâm đến chuyện tình cảm. Trong nhiều năm, anh chọn lối sống khép kín, im lặng trước ồn ào đời tư. Sắp tới, nam ca sĩ sẽ cho ra các sản phẩm âm nhạc để đáp lại tình cảm của khán giả. Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985, được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên. Trước khi sang Mỹ định cư, anh thực hiện một số MV chung với người yêu cũ là cố diễn viên Mai Phương. Ngoài ra, sự nghiệp diễn xuất của anh được đánh dấu bởi vai quốc trong phim Cổng Mặt Trời đoạt giải Mai Vàng năm 2010, phim Chạm Vào Quá Khứ, Mua Láng Giềng Gần, Tay Chơi Miệt Vườn, vân vân. Cuộc sống cơ cực của Phùng Ngọc Huy ở nước Mỹ trước khi về Việt Nam đoàn tụ cùng con gái. Lưu Gia Bảo là ca sĩ tự do sống ở Orlando, Florida. Anh cho biết rất thân với Vân Quang Long và có tình bạn gần 10 năm với Phùng Ngọc Huy. Trong cuộc trò chuyện với Thúy Nga mới đây, anh kể những thử thách Phùng Ngọc Huy phải vượt qua khi chưa có thẻ xanh. Thời gian đó, ca sĩ không thể về Việt Nam nên âm thầm chịu đựng biến cố và tổn thương. 8 năm chờ đợi, rất nhiều chuyện đã xảy ra với Phùng Ngọc Huy. Có giai đoạn Huy lần lượt mất rất nhiều người thân, kể cả Mai Phương, nhưng không thể làm gì, cũng không được gặp con. Điều đó thật khủng khiếp, Lưu Gia Bảo nói. Theo Lưu Gia Bảo, Phùng Ngọc Huy vấp phải nhiều lời thị phi thời điểm đó nhưng luôn im lặng. Tôi thấy em bị hiểu lầm rất tội nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích, anh nói. Lưu Gia Bảo cho biết ngoài áp lực tinh thần, Phùng Ngọc Huy phải chịu gánh nặng kinh tế khi định cư Mỹ, bán hàng online kiếm sống vì chưa có cơ hội đi hát. Phùng Ngọc Huy từng nói với ngôi sao, tôi rất ngại trong lần đầu livestream và hay bị khựng lại khi nhìn thấy người quen là nghệ sĩ vào xem. Nhiều khán giả cũng bình luận khiêu khích khiến tôi phải lướt qua nhưng vẫn chạnh lòng. Trên sân khấu, tôi bóng bẩy, còn lúc bán hàng phải năn nỉ xin lỗi khách. Tuy vậy, Phùng Ngọc Huy cho hay, anh thường nghĩ về tương lai gia đình và con gái La Vi để bỏ qua sĩ diện. Khoảng 2 năm, anh mới quen dần và không còn cảm thấy mặc cảm. Dù thích nghi công việc, anh vẫn thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi vì mỗi ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng. Cuối tuần, anh mới có dịp xả hơi bằng tập gym, nghe nhạc và ca hát. Lưu Gia Bảo tin rằng những sóng gió suốt 8 năm đã khiến Phùng Ngọc Huy chai lì cảm xúc. Lúc nhận thẻ xanh, ca sĩ tỏ ra bình thản dù bản thân xúc động. Mừng thay cho anh. Lưu Gia Bảo thấy may mắn khi được chia sẻ với đàn em khoảnh khắc đáng nhớ. Anh tự tay cầm tông đơ giúp Phùng Ngọc Huy xuống tóc để thực hiện lời nguyện. Khi có thẻ xanh, Phùng Ngọc Huy lập tức về Việt Nam thăm bé La Vi và làm hồ sơ xin bảo lãnh con đi định cư. Anh cho biết thời gian tới sẽ cố gắng chuẩn bị tương lai cho con thật tốt. Anh xác định một mình nuôi La Vi rất vất vả, nhưng tự tin vì có người thân, bạn bè hỗ trợ. Bạn thân kể lại 8 năm qua của Phùng Ngọc Huy, lần lượt mất người thân kể cả Mai Phương nhưng không thể làm gì.
Những ngày vừa qua, thông tin Phùng Ngọc Huy trở về Việt Nam đoàn tụ bé La Vi, con chung với cố nghệ sĩ Mai Phương, sau 8 năm xa cách nhận về sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều người vui mừng vì tâm nguyện bố con đoàn tụ của nam ca sĩ nay đã thành hiện thực. Từ khi diễn viên Mai Phương qua đời vào năm 2020, Phùng Ngọc Huy không thể về nước. Bé La Vi sống cảnh không bố mẹ, mọi việc do hai cô bảo mẫu thay mặt chăm sóc gia đình. Thời điểm đó, Phùng Ngọc Huy hứng làn sóng chỉ trích nặng nề từ dư luận trong nước, bị gọi là kẻ phụ bạc, là người bố vô trách nhiệm. Nhiều năm qua, nam ca sĩ tương đối kín tiếng. Cho đến còn khoảng một tháng trước khi về Việt Nam, anh mới tiết lộ thông tin chuẩn bị đón con gái sang Mỹ. Mới đây, trong buổi giao lưu nghệ sĩ của danh hài Thúy Nga, ca sĩ Lưu Gia Bảo, bạn thân tri kỷ của Phùng Ngọc Huy có những tiết lộ về cuộc sống của nam ca sĩ trong thời gian 8 năm ở Mỹ. Lưu Gia Bảo cho biết trong những năm bôn ba ở Mỹ, Phùng Ngọc Huy trải qua nhiều khó khăn vì chờ đợi được cấp thẻ xanh, thẻ thường trú nhân, thị thực nhập cư Mỹ cho phép người sở hữu được sinh sống làm việc không hạn chế. Trong thời gian đó, nam ca sĩ không thể về Việt Nam dù gia đình liên tục xảy ra biến cố. Lưu Gia Bảo cho biết, 8 năm chờ đợi, rất nhiều chuyện đã xảy ra với Phùng Ngọc Huy. Có giai đoạn Huy lần lượt mất nhiều người thân trong gia đình, kể cả Mai Phương nhưng không thể làm gì, cũng không được gặp con. Điều đó thật khủng khiếp mà không nói với ai được. Mãi đến tháng 6 năm 2023 vừa qua, Huy chính thức được nhận thẻ xanh. Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ, nam ca sĩ đã nhờ bạn thân cạo đầu. Ngoài ra, Lưu Gia Bảo cho biết tính cách Phùng Ngọc Huy trở nên kín kẽ sau loạt biến cố. Anh nói, có nhiều thông tin sai lệch, tôi thấy em bị hiểu lầm rất tội, nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích. Không chỉ áp lực tinh thần, theo lời Lưu Gia Bảo, Phùng Ngọc Huy còn mang gánh nặng kinh tế với ấp ủ bảo lãnh con gái sang Mỹ định cư. Để trang trải cuộc sống, Phùng Ngọc Huy đi hát, bán hàng online, mỗi ngày chỉ ngủ từ 5-6 tiếng. Dù không ở cạnh La Vi nhưng nam ca sĩ đều đặn gửi tiền từ Mỹ về cho hai bảo mẫu nuôi nấng con. Trong một lần chia sẻ về khó khăn ở Mỹ, Phùng Ngọc Huy cho biết, tôi rất ngại trong những lần đầu livestream và hay bị khựng lại khi nhìn thấy người quen là nghệ sĩ vào xem. Nhiều khán giả cũng bình luận khiêu khích, khiến tôi phải lướt qua nhưng vẫn chạnh lòng. Trên sân khấu tôi bóng bẩy, có lúc bán hàng phải năn nỉ xin lỗi khách. Sau 2 năm làm quen với công việc livestream bán hàng, nam ca sĩ dần quen, không còn thấy mặc cảm. Hiện tại Phùng Ngọc Huy đang tận hưởng những ngày đoàn tụ gia đình, gặp lại con gái. Anh cho biết rất hạnh phúc khi được ngắm ôm La Vi vào lòng. Lần này nam ca sĩ sẽ ở lại 3 tuần, chủ yếu là bồi đắp tình cảm, gặp gỡ bạn bè. Thời gian này anh mong muốn có nhiều kỷ niệm đẹp với La Vi. Sau đó anh sẽ trở lại Mỹ để xử lý công việc. Đến tháng 10, sau khi hoàn tất thủ tục bảo lãnh, Phùng Ngọc Huy lần nữa trở lại để đón con sang Mỹ. Phùng Ngọc Huy hát Nơi nào để thấy em, khán giả thương nhớ Mai Phương. Phùng Ngọc Huy ra mắt MV Nơi nào để thấy em. MV đơn giản, chỉ có hình ảnh nam ca sĩ đứng hát trên phông nền đen với gương mặt đượm buồn. Lời bài hát là nỗi buồn nhớ về người yêu đã ra đi. Những phút giây ngày ấy, những dấu yêu còn đây, cớ sao vụt bay, tình yêu đã lỡ thật rồi. Vẫn cứ ngỡ em nơi đây, vẫn cứ ngỡ chưa chia tay, vẫn hay em đang gần bên anh. Đến phút cuối em ra đi, nuốt nước mắt khi chia ly. Người đi, giờ mình anh, với nỗi nhớ chơi vơi, bao đêm khóc thầm. Nơi nào để thấy em do nhạc sĩ Minh Thụy sáng tác. Nhạc sĩ Minh Thụy cho biết, anh sáng tác bài hát cách đây khá lâu. Bài hát được Phùng Ngọc Huy mua độc quyền. Đến nay, nam ca sĩ quyết định ra mắt bản thu vào thời điểm này, khi vừa trải qua mất mát lớn. Khi chia sẻ ca khúc trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy viết, Nơi nào để thấy em, anh không chia sẻ về ý tưởng đằng sau MV, nhưng khán giả cho rằng ca khúc nói thay nỗi niềm của Phùng Ngọc Huy khi Mai Phương đã qua đời. Bình luận trên trang của Phùng Ngọc Huy, nhiều khán giả khen bài hát giàu cảm xúc, ý nghĩa. Nhiều người chúc anh sớm được về Việt Nam đoàn tụ với con gái. Mong em đừng buồn, người ra đi cũng đã ra đi rồi, người ở lại còn chặng đường gian nan để vượt qua. Chúc em và cháu luôn mạnh khỏe, khán giả Nga Tôn bày tỏ. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn ở Mỹ, diễn biến dịch Covid ở nước này chưa ổn, nam ca sĩ làm một số công việc để trang trải cuộc sống. Mai Phương qua đời hôm 28 tháng 3, đến đầu tháng 4, Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của cô và cũng là cha của con cô cho biết, anh là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé La Vi. Huy sẽ làm mọi thứ để cha con sớm có ngày được.